tỉnh. Dạ thưa thôi, và kính lễ đức thầy đồng tỉnh. Dạ thưa xong, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Mời quý vị an thọ lát ngu đồng, không còn lo lắng đến sự tiêu diệt. Thế nên hãy xa lắm những điều làm cho tinh thần bị đen tối, bỏ tài các xa hoa thân mình tự chủ, để tìm chỗ bất diệt bất sanh. Thiền định đặt làm thể, trí tuệ đặt làm mạng, linh hồn nhập thiên hoa, siêu sanh vào cõi niết bàn. Một chân mạng chúng sanh ơi hỡi, cho hồn linh cai quản châu thân, lấy chân nhân dẹp tâm phàm trần, mới có thể mong về cực lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ xin kính mời Nam Phụng tiếp theo. Xin kính mời bà. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Lễ kính đức thầy và kính thưa quý đồng đạo, tôi xin trả bài chánh mạng. Chánh mạng, sanh mạng, căn chánh, trong sạch. Ở đời người ta hay lấy sát thân mình làm gốc, và hay quý trọng sanh sắc nó, ấy cũng do lục căn mà ra. Nhãn nhị tỷ thiện tâm lý, mắt ưa xem sắc đẹp, tay ưa nghe tiếng hay, mũi ưa ngửi hương thơm, lưỡi ưa đầu ngon béo, thân ưa sự sung sướng, ý ưa chức phận cao. Người ta tìm đủ phương thế bổ dưỡng thân xác lành, làm cho trí tuệ càng ngày càng thêm mờ ám lu đày, không còn lo lắng đến sự tiêu diệt. Thế nên hãy xa lắm những điều làm tinh thần bị đen tối, bỏ hết đầy các xa hoa thân mình tự chủ, để tìm chỗ bất diệt bất sanh. Thiền định đặt làm thể, trí tuệ đặt làm mạng, linh hồn nhập liên hoa, siêu sanh vào cõi niết bàn. Một chân mạng chúng sanh ơi hỡi, cho hồn linh cai quản châu thân, lấy đường nhân dẹp mà tấm hoàng trần, mới có thể làm cho tinh thần
bị đen tối, bỏ hết đài cát ra qua, thân mình tự chủ để làm, để tìm chỗ bất diệt bất sanh, thiền định đạt làm thể trí tuệ, đạt làm mạng, linh hồn nhập liên hoa, siêu sanh vào cõi niết bàn. Một chân mạng chúng tăng ơi ơi, cho hồn linh cây hoàng châu thân, lấy chân nhân về tấm phàm trần, mới có thể mong về cực lạc. Nam mô A Di Đà. Okay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay tôi xin trả bài về chánh mạng. Chánh mạng chân chánh trong sạch ở đời người ta thường lấy sát thân mình là gốc và hay quý trọng săn sóc nó, ấy cũng do luật căn mà ra nhãn nhĩ để thiện thân lý mắt ưa sắc ưa xem sắc đẹp, tai ưa nghe tiếng hay, mũi ưa lưỡi hương thơm, lưỡi ưa cầu ngon béo, thân ưa sự sung sướng, lý ưa chức bằng cao, người ta tìm đủ phương thế bổ dưỡng thân xác mình làm cho trí tuệ càng ngày càng thêm mà lưu đần, không còn lo lắng đến sự tiêu diệt. Thế nên hãy xa lánh những điều làm cho tinh thần bị gian tốt, bỏ hết đài các xa hoa, thân mình tự chủ để tìm chỗ bất diệt bất sanh. Thiền định đặt làm thể, trí tuệ đặt làm mãn, linh hồn nhập liên quan siêu sinh vào cõi niết bàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bỏ hết tài các xa qua thân mình.
tâm mình là gốc và hai quý trọng chăm sóc nó. Ấy cũng do lúc căn hà ra, nhã nghĩ tỷ thiệt thân ý. Mắt tươi xem sắc đẹp, tai đưa nghe tiếng ai, mũi ưa mũi hương thơm. Lưỡi ưa hầu ngon béo, thân ưa sự sung sướng, ý ưa chức phận cao, người ta tìm đủ phương thế. Để bổ dưỡng thân xác mình, làm cho trí tuệ càng ngày càng thêm mở tám lưu trầm, không còn lo lắng đến sự tiêu diệt. Những điều làm cho tinh thần bị đen tối, bỏ hết bài cát xa hoa, thân mình tự chủ để tìm đến chỗ bất diệt bất sanh, thiền định đặt làm thể, trí tuệ đặt làm mạng, linh hồn nhập tiên quan, siêu sanh vào cõi niết bàn. Một chánh mạng chủ chân nơi tai ưa nghe tiếng hai mũi
người ta tìm đủ phương thế bổ dưỡng thân xác mình làm cho trí tuệ càng ngày càng thêm mở ra. Ngu đần không còn lo lắng đến sự tiêu diệt, thế nên hãy xa lắm những điều làm cho tinh thần bị đen tối, bỏ hết tài trái sai qua, thân mình tự chủ để tìm chỗ bất diệt bất sanh, thiền định đạt làm thế trí tuệ đặt làm mạng, tinh linh hồn nhập liên hóa, siêu sinh vào cõi niết bàn. Một chân đạt ngộ căn mạng chúng chân ơi hời, cho làm cho cái
điều làm cho tinh thần bị đen tối bỏ hết, tài cá xa quan, thân mình tự trụ để tìm chỗ bất diệt bất sanh, thiền định đặt làm thể, trí tuệ đặt làm hoàn, linh hồn nhập liên quan siêu sức vào cõi niết bàn. Một chân mạng ơi, chúng sanh ơi, hỏi cho hồ linh khai quản châu thanh, lấy chân nhân dễ tâm thành dần, mới mong có thời về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chương trình Phật đạo đến đây xin chấm dứt. Xin kính mời hai vị đồng đạo Phúc Thịnh và Minh Lợi lên cắt qua một đoạn trong mắt cánh thì xin kính mời đồng đạo. Mời có thời
khi cầu nguyện đừng có bỏng rồi phải làm tròn các diễn toàn dân chứng đồng làm càng trong lúc ấy những con một tấm lĩnh thiệt là rất khó giữ sống lòng bất